Tôi kia thấy cái ổ làm bánh bao bà con, nhưng là làm sẵn rồi à, lọc sữa này ha, bánh cô này ha, bánh cô này ha, thịt heo, trộn với hành, đường, muối, trứng cút. Thay vì dùng trứng cục gà thì trứng cút thì bột để ra ngoài làm cái áo này nó dính. Ướp bột ủ đã được 2 tiếng rồi, người ta biểu là chừng ngay chục phút thôi, 10 phút, 20 phút. Rồi mổ ướp xuống loại cũng 2 tiếng ấy, nó nổi lên rồi xong. Rồi trong mổ dùng cái sửng này là bằng bằng bamboo cho nó thơm, lá chuối còn lại thì cứ để nó cho mùi mùi lá chuối nó thơm, rồi mình đẩy nó lại, mình dùng giấy mình lót cái dưới. Bột trong bột này cắt nó ra thành 10 khúc, ép cái xuống rồi mình nhân thôi, tự nhiên thôi. Bánh bao thật làm rất là đơn giản, có khó khăn gì không? Đây, chắc tầm 10 phút, 10 phút đang nhỏ. Để cho nó cắt rồi đúng không? Cắt không được loại ra. Đó. Nói rằng này chắc tầm 5 miếng, rồi 8 miếng tùy theo mình muốn. Một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái, để mỗi làm nè. 8 cái bao thôi, không nhiều. Ok. Một cái nè. Hai cái nè. Ba cái nè. Bốn cái. Rồi, 4 cái. Tráng nó ra, tráng nó mỏng nè, được chưa? Tráng rồi, bỏ nhân vô, quan trọng là mình để nấm con cô nó đều chín đều. Một lớp này ha, hai lớp ha, ba lớp ha, bốn lớp ha, năm lớp ha, sáu lớp ha, bảy lớp ha, tám lớp ha, chín lớp, mười lớp. Voilà, bánh bao. Xuống lại. Cho 2 trứng cút đi, 1 trứng cút ít quá. Nó ra còn lại 2 trứng cút. Một lớp này ha, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp,
xét cũng được. Túm nó lại. Để cứ mổ xếp hoài, xếp 8 ly thôi, bếp tàu phải làm sao cũng được. Thử lại. Để 2 chén thuốc vô. Thử lên xếp khoảng lớp này. 2 lớp rồi, 3 lớp rồi, 4 lớp rồi, 5 lớp rồi, 6 lớp rồi, 7 lớp nè, 8 lớp nè, 9 lớp nè, 10 lớp. Rồi, thì mình phải cầm tay mới cũng mới xếp được. Được rồi. Rồi, tôi mở làm 1 năm rồi nha. 1 năm 5 cái. Phi Phi làm 5 cái. Phi Phi cúng được không? Chia 5 nữa, đủ 5 cái á. Để mấy cái gương anh nghĩ cái này phải làm để nhé nha. Để đỡ cái giữa rồi bốn cái xung quanh, cái gương đẹp không có nhiều. Đúng rồi, thì anh cũng cán chứ, mà bàn tay đàn bà làm cán rồi. Cái mổ làm đẹp, khi làm đẹp cũng mổ bà con. Cái này lá chuối trong nhà này nha bà con, mình cho bà con coi lá chuối này nha. Đó, chuối trong nhà thấy không, cái chuối á. Lá chuối thì rồi ướp cái gì không biết, hấp gì đó, bây giờ để lá khô rồi hấp ra nó để ra mùi thơm như thường. Người ta nói đừng có dục lá chuối hấp rồi uổng lắm. Coi cái ông bếp trong cái phim mà Hạnh Phúc Bắt Đầu Từ Đây, ông khép khéo dễ sợ. Ông ấy chắc là tên chắc là nó là đầu bếp chuyên nghiệp uống cuối mau rồi, hay là lúc bàn tay ép là người khác làm. Rồi cũng đẹp chứ, chứ người đẹp hơn anh rồi không biết được đâu, nhìn thấy đẹp hơn rồi. Cũng không có ra cái khứa nhiều nhau. Ừ, ok, làm được rồi. Tạm tạm chấm cơm rồi thôi. Chị biết tạm tạm chấm cơm không? Tạm tạm chấm cơm. Phi Phi cũng được. Còn có một cái hay còn hai cái rồi. Cái là cái nó đẹp rồi, nó không thấy lớn lắm người ta. Ừ. Người ra cái này đầu tiên cũng đẹp này. Rất. Cái này mà cho mười lúa nó làm cho nó kéo tay luôn ha. Ừ. Con gái con mổ kéo tay nó làm thì làm được á, Phi Phi nó có kéo tay rồi đó. Cái này là nhiều practice rồi anh nghĩ. Well, that's pretty. Nó có bị rớt rồi còn. Rớt đâu? Nở rồi đó. Very nice, I like it.
để con cháu thằng. Voilà. Bánh bao xong. Được chưa? Pretty nice looking, huh? Ok, lại công cáo thành. Cái bột này nó có hơi có vấn đề. Nó không đẹp, rõ cho đẹp. Nguyên nhân rất ngon. Cái kia của bánh bao Việt Nam mình ở đây làm dở là vì không có nó không cô, lạp xưởng hoặc là trứng, nó thiếu ngoài là do được. Đi với phương mẫu ăn. Chia. Chia sẵn. Nhưng rất là thơm thấy không? Lạp xưởng với nó không cô rất là thơm. Bye, everybody.